Nam mô Bụt Thà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Đại đức Tự Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, nhược bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhược bình kính lễ cô tu nữ Tham Ma cha ni. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quát Tha Ná. Mến chào Cẩm Vân, mến chào Maha Ra Chá, mến chào Sích Trần Đạo, kính chào Chanh Đa Ra, mến chào Sài Gòn Mưa Nắng, kính chào Buôn Bỏ, mến chào Sích Hoa Nguyệt, kính chào Xin Ngồi Nghe, mến chào Sích Rạng Đông, kính chào Hiển Mộng, mến chào Thi Lâm, kính chào ai kêu em đó, mến chào Tá, mến chào Trăng Thư, kính chào Xuân Lan, mến chào Sích Tâm Phương, kính chào Sati Amata, kính chào Việt Nam 2007, kính chào Ngạo Sắc, mến chào Sích Hạnh Kiểm. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đạo tràng. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh là từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn huynh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sích Rạng Đông đã mở rung và chờ nghe bài pháp của ngài Tự Siêu. Dạ, kính chào Phật tử Hà Giang. Nhà còn mục đích đứng hàng đầu màu đỏ rất là đẹp, nhưng mà Nhật Quỳnh không biết đọc sao nên xin kính chào. Dạ, kính chào đích màu đỏ. Dạ, con thành kính đảnh lễ ngài Từ Siêu Diệu Quang Lâm vào đạo tràng. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được ngài Tự Siêu giảng giải bài học ngày hôm nay. Hôm nay ngài giảng giải hai bài, là bài 18 và 19 La Mã của kinh Tiểu Bộ. Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Phạm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn quản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc cha ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn nghi tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con xin phép đọc phần chánh văn trước khi con thỉnh ngài lên giảng giải bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn huynh Bách Thanh Á cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Khuttaka Nikaya Itivuttaka chương 1 một pháp phẩm 2 La Mã
bài 18 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại bất hạnh. Cho nhiều người đem lại bất lợi, cho nhiều người đem lại không lợi ích, cho nhiều người đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp? Phá hòa hợp tăng. Này các tỳ kheo, khi chúng tăng bị phá hoại thì có những tranh luận với nhau, có những mắng giết lẫn nhau, có những ngăn cách lẫn nhau, có những từ bỏ lẫn nhau. Ở đấy, ở tại đấy, những người không hòa hợp không đi đến hòa hợp, và những người có hòa hợp, sự nhất trí đi đến nơi khác. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú đến trọn cả kiếp. Người phá hòa hợp tăng ưa thích phá hòa hợp, ăn trú trên phi pháp, rơi rớt, vượt ra khỏi, an ổn khỏi cổ ách. Kẻ phá sự hòa hợp của tăng chúng hòa hợp, bị nung nấu trọn kiếp trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 19 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại hạnh phúc cho nhiều người, đem lại lợi ích cho nhiều người, không đem lại lợi ích cho nhiều người. Không đem lại lợi ích cho nhiều người, không đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp? Sự hòa hợp của chúng tăng. Này các tỳ kheo, khi chư tăng được hòa hợp, không mắng giết lẫn nhau, không có những ngăn cách lẫn nhau, không có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đây, những người không hòa hợp đi đến hòa hợp, và những người hòa hợp lại càng hòa hợp hơn. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Hạnh phúc là chúng tăng được sống trong hòa hợp, giúp đỡ ưa hòa hợp, thích hòa hợp trú pháp, không rơi rớt, vượt khỏi an ổn khỏi khổ ách. Kẻ tạo được hòa hợp giữa tăng chúng tỳ kheo, trọn kiếp được an vui trong cảnh giới chư thiên. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Được Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến Ngài ạ. À. Kính thưa quý vị, ở trong bài học của chúng ta, do cái lỗi in ấn nên đọc nghe nó kỳ. Này các tỳ kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại hạnh phúc cho nhiều người, đem lại lợi ích cho nhiều người. Cái này là do cái bản in sao đó, không đem lại bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Hồi nãy trong cái bản dịch
chúng ta đọc đó, trong bài số 19 đó, bài số 19 bài số 19 điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, chúng tôi đọc theo trong bài của cái màn hình đó. Đã được Bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe, này cái Tỳ Kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại hạnh phúc cho nhiều người, đem lại lợi ích cho nhiều người. Không đem lại bất lợi cho nhiều người. Chúng ta sửa lại cái chỗ đó, chứ không phải không đem lại lợi ích đâu. Không đem lại bất lợi cho nhiều người, không đem lại bất hạnh, khổ đau cho chư thiên và loài người. Cái chỗ mà không đem lại lợi ích cho nhiều người đó, cái nhờ chữ lợi ích cho quý vị sửa lại dùm chữ bất lợi. Chữ bất lợi, anatha, anathaya, anathaya. Hèn chi thì nghe đọc chúng ta lấy lại chúng ta biết là sai, chúng ta biết là sai. Nhưng mà nó sai thì nó sai như vậy đó. Thế nhưng ở trong bài kinh của chúng ta, trong chánh văn thì không có đó đâu. Ê ta tham mô phí khơ quê lô cá ở quá chá mà nô. Có một pháp này có thể kheo khởi lên ở đời. Ở quá chá tí, sanh khởi. Ba phút. Chá hi tà giá đem lại lợi ích cho nhiều người. Bác hút cho nát su cà giá đem lại sẽ an lạc cho nhiều người. Bác hút nô cho nát sá á thà giá hi tà giá su cà giá đi vào mô nút sà năng đem lại lợi ích, tiến hóa, an vui cho nhiều người, chư thiên và nhân loại. Chứ không có cái chỗ nào không đem lại, không đem lại. Nhưng mà mấy cái này thôi kệ, chúng ta bỏ đi. Đừng sửa mất công. Cho nên chúng tôi cũng hơi phiền toái khi mà ở trong kinh điển in ra mà không có được một cái hội đồng kiểm duyệt đó, thưa quý vị. In sai rồi không có sửa chữa được. Thành ra người đời sau họ đọc cứ thế mà đọc, cứ thế mà xem, cứ thế mà suy nghĩ, rồi nó khiến cho sai. Bây giờ chúng tôi rất là mệt mỏi cái vấn đề đó. Thôi bây giờ chúng ta trở lại với bài học của chúng ta. Namathu Ratanat Yasa đỉnh lễ tam bảo Đức Phật giáo pháp và tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học hai bài. Bài
số 19, 18, số 18. Itimutaka Ekanipata, kinh như thị thuyết và pháp một chi. Thì ở đây đề cập đến hai pháp. Thứ nhất là có một pháp khởi lên ở đời đem lại cái sự bất hạnh, cái sự đau khổ cho nhiều người, cho chư thiên và nhân loại. Đó chính là cái sự phá hòa hợp tâm. Cái sự phá hòa hợp tâm ngược lại có một pháp khi mà sanh khởi ở đời đó thì đem lại lợi ích tiến hóa an vui cho loài người và cho chư thiên. Đó tức là cái sự hòa hợp tâm. Ở đây đọc qua bài kinh này thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là tăng chúng gọi là một đoàn thể xuất gia đệ tử của Đức Phật. Cái vai trò, cái nhiệm vụ của tăng chúng rất là quan trọng ở trong thế gian này. Khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế thì Ngài đi hoằng pháp, nhưng mà chưa cũng đúng vai pháp. Thổi đầu khi mà Đức Thế Tôn Ngài vừa thành đạo, sau khi đắc thành chánh đẳng chánh giác, Ngài đã tiếp độ đầu tiên là năm, là nhóm năm đạo sĩ. Còn đây nhá, đạo sĩ Như kế đó là Ngài tiếp độ thanh niên Gia Xá, công tử Gia Xá. Rồi kế đến là 14 người bạn của công tử Gia Xá. Như vậy thì Ngài Gia Xá và 54 người bạn là 55 người. Cộng thêm nhóm năm thầy Kiều Trần Dương nữa là 60 vị A-la-hán kể luôn Đức Phật, thì lúc đó trong thế gian này có 61 vị A-la-hán. Cái này là ở trong luật tạng ghi rõ ràng nghe thưa quý vị, ghi rõ ràng lúc đó trong thế gian này có 61 vị A-la-hán. Đức Thế Tôn cùng với 60 vị tỳ kheo lộ tận. Thì Đức Thế Tôn Ngài trong một lúc 60 vị tỳ kheo tụ hợp quanh Ngài thì Ngài phán bảo rằng: này các tỳ kheo, ta và các ngươi đã trải qua thời gian dài luân chuyển
trong vòng luân hồi. Nay đạt được cái mục đích, đã thoát khỏi cái sự luân hồi sanh tử đó, hãy ra đi này các tỳ kheo. Chớ có đi chung đường, mỗi người mỗi ngã. Hãy thuyết giảng về chánh pháp, toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối. Hãy trình bày cái đời sống phong hạnh thanh tịnh, để đem lại lợi lạc, đem lại cái sự an vui, tiến hóa cho quần chúng, cho chư thiên và nhân loại. Đó là thông điệp hoằng pháp của Đức Phật. Khi mà trong giáo pháp này, thời kỳ đó mới có 61 vị đệ tử của Đức Phật, với ngài nữa thành 60 đệ tử Đức Phật, với ngài nữa thành 61, là một người đi một hướng. Và riêng Đức Thế Tôn ngài cũng bảo rằng, và ta sẽ đi về một hướng khác, Uruvela. Rồi ngài ra đi, ngài tiếp độ 1003 vị đạo sĩ thời lửa, 30 công tử, sư bà thầy giá, vân vân. Thì như vậy dần dần tăng chúng lên tới hàng ngàn vị. Và tăng chúng không có sống tập trung ở một chỗ, mà các ngài sau khi đã thành tựu quả vị A-la-hán ánh sáng chân lý bừng khởi lên nơi các vị đó, và các vị này vì thương tưởng cho đời, các ngài đã du hóa những cuộc hành trình này. Các vị đi từ thành phố này đến thành phố khác, từ làng mạc này đến làng mạc kia, từ thôn ấp này đến thôn ấp nọ. Ban ngày thì các ngài đi cấp thực để độ vật và thuyết pháp độ chúng sanh. Buổi trưa và buổi tối thì các ngài đi đến những cái gốc cây ở trong cái khu rừng để trú ngụ qua đêm, sáng tiếp tục là đi. Trong cái nếp sinh hoạt đó, thời kỳ này Phật giáo cực thịnh, nó có ba lý do. Thứ nhất là tâm chúng khi đã xuất gia vào trong giáo pháp thì các vị chỉ chuyên tâm hành trì giáo pháp,
và chứng được mục đích cứu cánh của đời sống phạm hạnh. Các ngài từ bỏ danh, từ bỏ lợi, không có sự tranh giành quyền lực và lợi lộc. Cái đó là lý do thứ nhất khiến cho Phật giáo cực thịnh lúc đó. Cái lý do thứ hai là trong khoảng thời gian này, những thiện nam tử đi xuất gia dưới sự hướng đạo của Đức Thế Tôn, những vị đó đều là những bậc trí tuệ, là những bậc viên mãn ba la mật. Cho nên khi mà xuất gia rồi đó, thì các vị đã lãnh hội giáo pháp một cách nhanh chóng, và mỗi một vị đều có khả năng để hoằng pháp, để hướng dẫn cho người khác tu hành và đắc đạo quả. Cho nên mỗi một vị tỳ kheo, mỗi một vị thánh đậu tận đó, thì các vị là một thành viên, một vị sứ giả Như Lai. Ưu việt là ra giáo pháp cực mạnh. Bởi vì các ngài đã thống trị giáo pháp, do đó cho nên khi mà các ngài trình bày người khác nghe đó, là các ngài hướng dẫn cho ta đi vào trong chánh kiến, đem lại cho người ta nhiều cái lợi ích tiến hóa trong lời dạy của Đức Phật, chứ không có vì danh vì lợi mà nói lung tung, thuyết lung tung. Nhiều khi nhắm mắt mà thuyết, nhắm mắt mà giảng, nhất là cái thời kỳ với chánh pháp thì hỗn loạn này. Thời kỳ chánh pháp thì hỗn loạn này đó, thì các vị biết chút ít về kinh điển, các vị không cần suy nghĩ, không cần so sánh với kinh, đối chiếu với luật, miễn làm sao tạo cho mình một cái uy tín, có một vài người Phật tử cư sĩ hoan hỷ với họ hộ trì về vật chất là được rồi, không có nghĩ đến cái chuyện là giáo pháp đúng, thuyết pháp đúng hay là sai, không cần. Cho nên cái thời kỳ này giáo pháp đi đến chỗ mai một, không phải giống như thời xưa là cực thịnh. Và cái điều thứ ba cực thịnh đó là lúc bây giờ trong tăng chúng, các vị là những bậc đã thanh tịnh phiền não, do đó cho nên các ngài vì kính lễ, kính trọng bậc đạo sư là Đức Phật, rồi các ngài kính trọng pháp, rồi các ngài lại kính trọng các bạn đồng phạm hạnh chung với nhau, các ngài sống rất là hòa hợp. Cho nên cái sự hòa hợp tăng đó là một trong những cái yếu tố quyết định cái sự hưng thịnh của chánh pháp. Thưa quý vị, cho đến một thời gian sau,
Khi mà tăng chúng được lớn mạnh vì cái số lượng đông, xuất gia nhiều. Ở trong số xuất gia đó có những vị xuất gia chỉ vì mưu sinh, sống nó dễ, bởi vì đàn na tính thí họ hộ độ tăng chúng, cho nên các vị đó nương vào trong tăng chúng, xuất gia hình thức tăng chúng để mà được Phật tử họ hộ độ cúng dường, khỏi phải làm lụng vất vả. Cho nên cái số lượng càng ngày càng đông, mà càng đông như vậy đó mà xuất gia theo cái kiểu cách đó, xuất gia vì để nuôi mạng, xuất gia vì để trốn tránh nợ nần, hay là để né né tránh khỏi đi lính cho vua, khỏi bị vua bắt bớ, hay là khỏi tránh khỏi sự truy nã của vua, thì xuất gia cái kiểu đó đó thưa quý vị, mới làm cho cái giáo pháp nó bị mai một. Rồi thứ hai nữa là cái thổ đầu, ngay cả bậc đầu sư lúc đó sau khi thành Phật xong, ngài chỉ mới trải qua vài mùa an cư, tức là vài hạ thôi, còn nói chi là đệ tử của ngài như năm thầy Kiều Trần Như cũng vậy, cũng chỉ mới một hạ hai hạ. Rồi mãi đến sau này dần trên 10 năm thì mới có những vị tỳ kheo trên 10 hạ. Mà nếu là bậc A-la-hán mà lớn mạnh về tuổi hạ đó thì không sao cả, điều đó tốt, bởi vì các ngài thanh tịnh hoàn toàn. Nhưng mà các vị tỳ kheo phàm tăng đó, khi mà nghĩ rằng mình tuổi hạ cao, tu 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm rồi, vị đó có những cái hành động sằng bậy, mới khiến cho giáo pháp bị mai một. Rồi thứ ba nữa là khi mà tăng chúng được lớn mạnh về lợi lộc, lúc ban đầu thì người ta chưa biết đến các vị tỳ kheo trong Phật giáo là gì, cho nên họ chỉ ngạc nhiên lấy làm lạ, họ ít có đến gần. Thỉnh thoảng thì có những người họ cũng đặt bát cho các vị tỳ kheo để mà đủ sống vậy thôi. Nhưng mà sau này có những cận sự nam, cận sự nữ quy y Tam Bảo để đắc quả tu Đà Quần, tu Đà Hàm, A Na Hàm, mới có niềm tin và cúng dường dồi dào đến các vị tỳ kheo, cho nên lợi lộc phát sanh nhiều, mới phát sanh lên những tệ lậu. Và cuối cùng là khi mà các vị tỳ kheo lớn mạnh về cái ngoại địa, hoặc đầu thì các vị tỳ kheo xuất gia trong giáo pháp á, là những vị chuyên tâm tu tập thiền định thôi. Nhưng mà sau này các vị tỳ kheo xuất gia không có chịu hành thiền, không có chịu giữ giới, các vị đó xuất thân từ những cái hàng thượng lưu trí thức, có cái học thức rộng ở ngoài xã hội, rồi xuất gia. Họ vốn về Phật pháp nhưng mà họ giỏi về thế học, thế là họ sanh ra kiêu mạn, họ coi thường các bạn đồng phong hạnh, những vị mà xuất thân từ cái giai cấp nô lệ đi xuất gia, mặc dù các vị đó là các vị giỏi giáo pháp nhưng mà vẫn bị coi thường. Họ đem cái thế học ra để họ hù dọa, thế là bắt đầu các cái tệ lậu phát sinh lên. Cái này ở trong Lục Tạng cũng ghi rõ ràng là bốn cái tệ lậu phát sinh lên.
rồi cho đến một lần Đức Thế Tôn ngài cho xuất gia sáu vị hoàng thân, trong đó có ngài Anuruddha, Kapila, Mahanama, Ananda, có Đề Bà Đạt Đa nữa, rồi có người Ubali nữa, là người thợ cạo tóc cho sáu vị hoàng thân. Thì Đề Bà Đạt Đa đi qua đã tá xuất gia cái buổi đầu thì có cái sự nhu thuận và thực hành thiền định tinh tấn, nhưng mà vì còn là phàm phu cho nên khi đã chứng thiền và thượng thông rồi đó thì bắt đầu sanh ra cái tật rất là nguy hại, tức là ham danh ham lợi. Khi mà nhìn thấy thì nam tín nữ khi đến chùa, sau khi đảnh lễ Đức Phật xong, các thị nam tín nữ đó đi tìm đến tôn giả Sariputta, tôn giả Mokkallana để nghe pháp, để cúng dường, thì Đề Bà Đạt Đa đi qua đá tá đã ganh tị, và do đó đi qua đá tá đã tìm một cái thế lực hậu thuẫn là đi vào hoàng cung dùng thần thông biến thành con rắn khiến cho thái tử A Xà Thế A Chà Ta Sa Tú hoảng hốt run sợ. Đề Bà Đạt Đa mới hiện lại nguyên hình là một vị tỳ kheo, mới an ủi, mới trấn an. Và A Xà Thế từ nhỏ sống trong hoàng cung cho nên đâu có biết cái gì đâu, mà chỉ thấy một vị tỳ kheo mà có cái năng lực siêu phàm như vậy thì phục quá, cho nên sẵn sàng kết thân và hộ độ, sẵn sàng nghe theo những gì mà Đề Bà Đạt Đa nói. Đề Bà Đạt Đa mới xúi dục thái tử A Xà Thế hạ ngục vua cha là vua Bình Sa Vương Bimbisarak để mà xoán ngôi. Sau khi xoán ngôi rồi, Đề Bà Đạt Đa mượn tay của A Xà Thế, vua A Xà Thế, dùng người để ám sát Đức Phật. Ba lần mà đều bị thất bại, vì những cái người mà họ được cái nhiệm vụ đi ám sát Đức Phật đó, họ đến Đức Phật đã thuyết, họ nghe và họ đã quy Tam Bảo, họ đã trở thành những cận sự nam trong Phật giáo, họ không làm hại Đức Phật và họ trở về. Và Đề Bà Đạt Đa thấy như vậy không ổn, cho nên một lần khi mà Đức Thế Tôn đang khất thực trong thành Ratchakaha, Đề Bà Đạt Đa mới vào cung nói với vua A Xà Thế phục rượu cho con Nalagiri uống say, nó thành con cô điên và nó chạy rong trên đường phố, trên cái con đường Đức Phật đi khất thực, và nó nhắm đến ngài và nó lao đến. Nhưng Đức Thế Tôn ngài đã an trú với từ bi quán, ngài đã trú từ đến vô na lê gri, khiến cho vô này khi đến gần ngài thì nó tỉnh rượu và nó trở nên hiền lành và nó phủ phục dưới chân của ngài.
Đề Bà Đăng Đa thấy như vậy đó, nên đích thân mình lên lên núi Vishakuta để lăn tảng đá xuống con đường chỗ Đức Phật Ngài đang đi kinh hành đó, nhằm giết Đức Phật, nhưng mà cũng bất thành. Bởi vì cái tảng đá khi mà nó lăn xuống thì nó bị kẹt, nó bị kẹt vào giữa cái cục đá lớn, cho nên nó va chạm mạnh, nó chỉ bể ra một miếng và phang trúng cái chân của Đức Phật mà thôi, làm cho thân của Ngài bị chảy máu rút. Chưa dừng lại, Đề Bà Đạt Đa đã đi một cái nước ngọt khác, đến mà trình bày với Đức Phật rằng: con thấy các vị tỳ kheo là những vị xuất gia, thì các vị đó có đời sống hoàn hạnh, cần phải có cái sự nghiêm khắc một chút. Cho nên xin Đức Thế Tôn hãy ban lệnh cho các vị tỳ kheo trọn đời phải sống ở rừng, không được sống ở làng, trọn đời phải sống ở gốc cây, không được sống ở trong liêu cốc, trọn đời phải đi khất thực mà ăn, đi xin ăn, chứ không có những lời mời của thí chủ tại thư gia. Trọn đời phải mặc phấn tẩu y, chứ không có mặc y gia chủ cúng dường. Và trọn đời phải ăn chay, chứ không có ăn thịt cá. Thì Đức Thế Tôn Ngài biết rõ cái ý đồ của Đề Bà Đăng Đa trên đời này, không có chấp nhận. Ngài nói tùy, vị nào sống ở rừng đầu đà thì cũng tốt, nhưng mà nếu có cơ duyên mà ở trong làng người ta cất chùa thì các vị đó cũng vẫn sống ở làng được. Nếu mà mùa khô các vị ngự dưới gốc cây cũng được, nhưng mà đến mùa mưa chập hạ thì phải ở trong liêu cốc để tránh mưa gió. Bình thường thì mặc phấn tẩu y, nhưng mà khi có thí chủ cúng dường y các thí ná hay cúng dường y thường y thì các vị nhận cũng được. Bình thường các vị đi khất thực mà ăn, nhưng mà hôm nào có thí chủ họ muốn xin được làm phước cúng dường tại tư gia để họ được nghe pháp, thì các vị tỳ kheo được quyền nhận lời, được phép nhận lời để đi đến tư gia mà thọ thực. Còn cái vấn đề dùng thịt cá thì phải dùng tâm tịnh dục, là để trưởng dưỡng cái tâm từ, là không nên vì cái miếng ăn đó mà mình xúi dục người khác giết cho mình ăn, hoặc là thấy người ta giết cho mình ăn, hoặc mình nghi người ta giết cho mình ăn, hoặc là nghe cái tiếng của con vật nó kêu la khi bị giết cho mình ăn đó, không thì không được quyền ăn. Chỉ ăn khi nào mà không thấy, không nghe, không nghi, cái đó gọi tâm tịnh nhục. Nhục tức là thịt cá đó. Tâm tịnh tức là ba cái điều thanh tịnh, không thấy, không nghe, không nghi. Khi mà Đức Thế Tôn giải biết cái đó, đã biết rằng là Đức Thế Tôn từ chối cái lời yêu sách của mình, cho nên đã chia rẽ tăng, đã đi đến tuyên truyền cho 500 vị tỳ kheo mới xuất gia không hiểu biết gì hết, nói rằng là Samuel Gautama đã bác bỏ 5 điều yêu cầu của tôi, mà các hiện giả xem coi 5 điều yêu cầu này là chỉ tạo cho cái đời sống của vị tỳ kheo nó cao thượng thánh thiện thôi. Cho nên những vị nào mà thấy rằng đó là một cái đời sống phẩm hạnh thánh thiện đó, thì hãy theo tôi. Thế là 500 vị tỳ kheo mới xuất gia đó bỏ Đức Phật và đi theo Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã trở thành một người chia rẽ tăng. Và do Đề Bà Đạt Đa
phạm những nghịch đại tội đó, chưa kể cái việc mà xúi xúi dục thái tử A Xà Thế giết cha là một vị Tu Đà Quờn, là một vị minh vương. Còn bản thân Đề Bà Kinh Đa thì phạm cái tội làm thân Phật chảy máu và chia rẽ tăng, nên sau khi chết Đề Bà Kinh Đa kể cả vua A Xà Thế đều sanh xuống địa ngục cả. Và cái sự phá hòa hợp tăng đó thưa quý vị, nó sẽ đem đến bất hạnh cho nhiều người. Là tại sao? Bản thân của cái người chia ra tăng đó thì họ mang cái ác nghiệp, họ phải bị sanh xuống đọa xuống địa ngục. Nhưng mà trường hợp tăng chúng mà bị chia rẽ đó thì làm cho chư thiên và nhân loại bị bất hạnh ở tại thành Kosambi. Lúc ban đầu chư tăng ở trong chùa Kositagarama sống hòa hợp nhau, trong đó có một vị luật sư, một vị trưởng lão luật sư chuyên môn về luật, còn một vị thì chuyên môn thuyết pháp, một vị luật sư, vị pháp sư, vị nào cũng có đệ tử đông hết. Một hôm vị pháp sư khi mà đi vào trong nhà xí và sơ ý dùng cái gáo nước mà không úp lại để dư một chút nước ở trong cái gáo đó, thì ở đây thưa vị, luật Đức Phật ngày cấm là khi đi vệ sinh xong là phải úp cái gáo lại cho nó ráo nước, cho nó khô, để cho người khác đi vào dùng không có dơ bẩn. Nhưng vị pháp sư đó lại sơ ý vậy. Vị luật sư vừa đi đến cũng đi vào nhà xí, pháp sư đi ra thì vị luật sư thấy vậy mới nói rằng: này hiền giả, luật Đức Thế Tôn đã chế định là trường hợp này là cần phải úp cái gáo lại, úp cái gáo nước đó lại. Nếu như vị tỳ kheo nào hành động như thế, vì sự dễ vui phẩm tắc ác lúc khả tắc. Cái vị pháp sư đó mới nói: như vậy thì tôi xin được sám hối cái lỗi lầm này với ngài. Thì dễ sống thế sống. Nhưng mà liệt sư về trong lúc mà dạy luật cho học trò đó, cho các vị tỳ kheo khác, thì mới nói dẫn chứng cho vị tỳ kheo pháp sư thuyết pháp thì giỏi nhưng mà luật lệ không rành, cho nên bữa đến chuyện chút xíu vậy cũng để phạm tội nữa, để phạm luật nữa. Cái các vị luật sư đó, ở các đệ tử của luật sư đó nhớ trong bụng, ngày hôm sau, những ngày sau khi mà gặp đệ tử của pháp sư đó, hai bên tranh luận nhau vấn đề gì, thì đệ tử của luật sư mới chê trách nói: ông thầy của các ông pháp là pháp sư thuyết pháp giỏi mà không có giỏi luật, bị phạm luật như vậy, bị ông thầy của chúng ta, ông thầy của chúng tôi sửa chỉnh, phải dạy dỗ nhắc nhở. Đệ tử của pháp sư giận quá mới về bạch lại với thầy của mình. Vị pháp sư mới nói rằng: ông kia tưởng đâu là luật sư cũng giữ kín miệng, cái điều đó ta biết lỗi, ta đã sám hối rồi, mà đã sám hối rồi mà sau đó còn bươi móc lại cái chuyện cũ cũng phạm tội nữa. Thế là đệ tử của vị pháp sư có cái cơ sở để mà trả đũa đệ tử của luật sư. Hai bên tranh cãi với nhau, thế là để pháp sư với pháp sư chia rẽ nhau. Rồi nhóm tỳ kheo đệ tử của luật sư với đệ tử của pháp sư chia rẽ nhau, bắt đầu ở trong chùa chia làm hai phe. Rồi cận sự nam, cận sự nữ đi đến chùa thì người thì thích sư, còn người thì có sự cung kính pháp sư, chia rẽ nhau. Rồi chư thiên ở trong chùa cũng chia rẽ hai phe. Thưa vị, làm riết các vị thì kêu sống ở trong chùa nóng nảy vô cùng, và Phật tử đi đến chùa cũng nóng nảy vô cùng, riết rằng họ phải làm cái hàng rào ở giữa chùa để phân ra bên đây là của nhóm luật sư, nhóm pháp sư chia rẽ nhau. Đức Phật ngài nghe chuyện đó, ngài bảo tôn giả Ananda đi đến để giải quyết.
Và tôn giả Ananda đi đến nói họ không nghe. Chính đích thân ngày Đức Thế Tôn ngày đi đến là khuyên các vị tỳ kheo đó nên hòa hợp lại với nhau, đừng có tranh cãi những chuyện không đáng, làm chia rẽ tăng. Các vị đó mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nay đã lớn tuổi, việc nên làm ngài đã làm xong, còn cái chuyện mà tranh cãi với nhau vậy là của phạm phu chúng con, ngài đừng có nhúng tay vào. Nói cái kiểu đó đó thưa quý vị. Đức Thế Tôn ngài biết là nhóm tỳ kheo này ương ngạnh cứng đầu khó dạy, ngài mới bỏ đi. Và cái hạ năm đó đó, ngài đi vào rừng Pali Layaka, ngài rời bỏ tăng túc, ngài đi. Chỉ có tôn giả Ananda là biết Đức Thế Tôn ngài đi đâu thôi. Thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài đi vào rừng, ngài nhập hạ, thì có hai con vật hộ độ cho ngài là con voi chúa và con khỉ chúa. Con voi chúa nó cũng nhàm chán cái hội chúng của nó, cái bầy voi của nó bỏ đi, sống đơn độc mình. Con khỉ chúa cũng nhàm chán cái bầy khỉ ồn ào, bỏ đi. Thế là vị chúa tể của nhân loại là Đức Phật, chúa của loài voi, chúa của loài khỉ, ba cái vị lãnh chúa gặp nhau. Thì lúc bây giờ voi Nalagiri và khỉ chúa đã cúc cung tận tụy hầu hạ Đức Phật. Khỉ thì đi vào rừng tìm trái cây cúng dường Đức Phật, còn voi chúa thì ở gần đó để hộ độ ngài. Nhờ như vậy mà hai con vật này sau khi mà Đức Thế Tôn ngài sau khi mãn bộ ăn cương đó, tôn các vị tỳ kheo Kosambi hối hận quá, bởi vì bây giờ các vị đi ra đường khất thực gặp thiện nam tín nữ, họ coi thường, họ chán ghét, họ làm cúng dường. Bởi vì đã 3 tháng nay họ không được nghe Đức Phật thuyết pháp, họ không được diện kiến Đức Thế Tôn, cho nên họ nghĩ chính do các vị tỳ kheo này mà làm cho chúng ta mất lợi ích, cho nên họ bỏ. Bây giờ Phật tử họ đồng lòng với nhau trước, thế là các vị tỳ kheo bị cô lập, các vị đó mới hối hận, mới nhờ tôn giả Ananda đi thỉnh Đức Phật về để cho các vị đó sám hối, các vị sống hòa hợp lại. Thì lúc đó tôn giả Ananda đi đến, thì những cái con vật đó, con voi chúa, nó tỏ ra hung hăng để nó chặn lại, nó sợ e rằng có người khác đi đến hại Đức Thế Tôn. Nhưng mà Đức Thế Tôn bảo rằng đó là thị giả của Như Lai đó. Tiện voi chúa nó ngoan ngoãn nó trở lại. Tôn giả Ananda mới trình bày cái tâm nguyện của các vị tỳ kheo Kosambi. Và lúc đó Đức Thế Tôn ngài thu dọn y bát, ngài cùng với tôn giả Ananda đi về. Rồi Đức Phật ngài đi về thành Savatthi, ngài có ghét Kosambi nữa. Kosambi là cái xứ Uchina, còn Kosambi là xứ Kosala, nó cũng giáp ranh với nhau thưa quý vị. Do đó cho nên nhóm tỳ kheo này phải từ ở Kosambi mà đi đến Savatthi đảnh lễ Đức Phật và xin sám hối lỗi lầm. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên cái bài kệ pháp cú mà chắc có lẽ là quý vị ở trong lớp Phật pháp, lớp cú thì quý vị có học rồi, còn nhớ không? Tức là cái câu kệ số 6 đó:
Người khác không hiểu biết chúng ta đi bị diệt, ai hiểu được chỗ ấy, ai hiểu được điều ấy tranh luận được lắm ê. Đức Thế Tôn ngày thuyết bài kệ này là do các nguyên nhân các vị tỳ kheo vô sở bị chia rẽ thưa quý vị. Thì trở lại thứ chúng ta thấy ở một nơi mà tăng chúng hòa hợp đó, thì sẽ đem lại cái sự an lạc tiến hóa cho những người cư sĩ, cho chư thiên và nhân loại. Tại sao vậy? Vì tăng chúng hòa hợp khi mà họ đến họ cúng dường thì họ cúng dường cho tập thể tăng, họ nhìn thấy chư tăng có sự hòa hợp với nhau, nhìn nhau với ánh mắt thương yêu từ mẫn với nhau, như hòa hợp như là nước với sữa. Thì như vậy họ quan hỷ, chư thiên cũng quan hỷ. Còn nếu như mà đi đến chùa mà trong chùa có hai ba phe Phật tử đi đến cũng ngại, nếu mà lại tiếp xúc với vị bên kia bên phe đó thì các vị ở phe khác các vị nó không có thích. Rồi nếu mình đi đến để mà hỏi pháp với cái vị ở phe này thì cái vị phe kia không có thích, họ chỉ trích, như vậy sẽ làm khó cho người cư sĩ. Mà nếu người cư sĩ có cúng dường thì cúng dường số ít thì kheo ở phe này thôi, còn số kia họ không chịu nhận sự cúng dường, thì như vậy làm cho mất cái công đức của người cư sĩ. Cho nên cái sự chia rẽ tăng đó, cái điều thứ nhất là mất lợi ích cho người cư sĩ, là do tăng chia rẽ không có đồng lòng với nhau, làm cho người cư sĩ cúng dường khó. Còn ngược lại, nếu mà tăng chúng hòa hợp thì khi Phật tử họ đi đến họ cúng dường họ rất là hoan hỷ, bởi vì cúng dường cho vị này sẽ đem chia lại cho các vị khác, cúng dường cho vị khác sẽ đem chia lại cho các vị này, đồng đều với nhau, cho nên chư tăng hòa hợp hoan hỷ. Cái điều thứ hai nữa đó, tăng mà chia rẽ đó, thì giáo pháp sẽ bị biến hoại. Là tại sao vậy? Bởi vì có những điều ở trong giáo pháp nó khó khăn, khó hiểu, thế là chư tăng phải hòa hợp với nhau, ngồi lại các vị trưởng lão ngồi lại với nhau để dùng cái trí tuệ mà phân tích, mà giải thích cho các vị tỳ kheo khác nghe. Còn khi mà chia rẽ thì ý kiến của vị này bị trưởng lão kia bác, ý kiến của vị trưởng lão kia bị trưởng lão này bác bỏ, thì như vậy khiến cho tăng chúng, các vị sư trẻ, các vị đó ngờ, nghi ngờ giáo pháp, thế là giáo pháp bị biến mất, cho nên nó nguy hiểm. Thế cho nên Đức Phật mới dạy rằng Sukho Puthanupappado Sukha Sattamadesana Sukha Sankhasasa Maggi Smakka Nantabo Sukho. Vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp. Chúng đồng tu vô thắng. Thì vậy Đức Phật xuất hiện ở đời là một điều hạnh phúc. Giáo pháp được khéo thuyết ở thế gian là một điều an lạc cho chúng sanh. Nhưng mà trong đó phải nói là tăng chúng hòa hợp lại là một phúc lạc lớn cho chư thiên và nhân loại. Và cuối cùng là hàng tứ chúng đệ tử của Đức Phật hòa hợp đồng tu, dắt dẫn với nhau, thì như vậy nó sẽ đem đến sự hạnh phúc nữa. Cho nên ở đây trong hai cái bài kệ này, trong hai cái bài kinh này chúng tôi nhập lại một, bởi vì khi nói đến cái tổn thất của cái sự
chia rẽ tăng, thì chúng ta phải nói đến cái sự cái thế mạnh lợi lạc của cái sự hòa hợp tăng. Chúng ta phải nhớ hai điều đó. Mà bản thân chúng ta đó thì nên giữ hòa hợp tăng. Khi nào chư tăng có sự chia rẽ thì chúng ta phải tìm cách để chúng ta nối lại, làm cho tăng hòa hợp, thì chúng ta có phước báo lớn. Ngược lại, tăng đang hòa hợp mà chúng ta đi đến đâm thọc bên này, đâm thọc bên kia để cho các vị tỳ kheo buồn phiền chia rẽ nhau, thì chúng ta đã rơi vào bất hạnh, chúng ta tạo cái ác nghiệp lớn. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi chỉ giảng tới đây thôi, đã hết giờ rồi. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho Rum, để chúng ta là trở qua cái Rum lớp Phật Pháp Bụt Thầy Thầm Má. Chúc chư tăng và quý vị được sự an vui. Nam Mô Bụt Thầy. Bụt Thầy Sắp Bà Mang Lăng Rạc Khánh Thuy Sắp Bài Đê Bụt Thầy Sắp Bà Bụt Đà Nữ Phá Vệ Nà Sà Đà Sà Thị Vô Văn Tử Tê Bà Tu Sắp Bà Mang Lăng Rạc Khánh Thuy Sắp Bài Đê Bụt Thầy Sắp Bà Thầm Má Nữ Phá Vệ Nà Sà Đà Sà Thị Vô Văn Tử Tê Bà Quát Tu Sắp Bà Mang Lăng Rạc Khánh Tu Sắp Bà Đê Quát Ta Sắp Bà Sang Kha Nữ Phá Vệ Nế Sa Đa Sò Thi Bà Quán Tu Tê Các Phá Văn Con Đến Người Cầu Xin Chư Thiên Hộ Trì Đến Người Do Nhà Quay Đức Của Chư Phật Do Nhà Quay Đức Của Giáo Pháp Do Nhà Quay Đức Của Chư Tăng Các Sự Thảnh Lợi Thường Thường Đến Người Cầu Xin Cho Quả Của Tâm Tính Thành Tam Bảo Cho Được Thành Tựu Mỹ Mãn Cho Được Thành Tựu Mỹ Mãn Cho được thành tựu mỹ mãn.